Rồi, Hoàng chia sẻ thêm một cái điều này giúp cho anh chị thấy rõ hơn. Với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mắt kính cận ở Hồ Chí Minh và phục vụ cho 40.000 khách hàng ở trên thị trường Hồ Chí Minh, trong đó thì có cả áp tròng. Thế thì anh chị sẽ hỏi như thế này: kính áp tròng hiện nay thì giá bao nhiêu? Vâng, kính áp tròng giá chỉ có 200-300 thôi. Đúng, chính xác là như thế. Với mắt kính Titan đã cung cấp cho thị trường bao năm qua rồi. Tuy nhiên đó là chỉ là một kính áp tròng thông thường làm đẹp và đeo để sở hữu nhìn cho nó rõ. Còn nếu mà kính áp tròng nhìn xuyên ngoài thì giá bao nhiêu? Đã anh chị nào đã dùng chưa? Anh chị dùng rồi thì hãy comment phía dưới, comment hoặc là tiếp tục đặt câu hỏi cho chúng tôi. Và anh chị ơi, hãy subscribe vào kênh để tôi chia sẻ tiếp cái điều này quan trọng đối với anh chị đang mong muốn sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên mai. Rồi, có những anh chị đã đeo nhiều lần, thậm chí đeo liên tục nhiều năm. Tuy nhiên là có một số anh chị mới đeo đến gần đây thôi và tốn tiền nhiều lần chưa sử dụng được. Lý do vì sao anh chị chưa biết giá của kính áp tròng nhìn xuyên mai là bao nhiêu tiền, nên chúng ta cứ lên trên mạng hay là đâu đó chúng ta mua về chúng ta bỏ. Rồi, Hoàng chia sẻ thêm một cái điều này giúp cho anh chị thấy rõ hơn. Với 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mắt kính cận ở Hồ Chí Minh và phục vụ cho 40.000 khách hàng ở trên thị trường Hồ Chí Minh, trong đó thì có cả áp tròng. Thế thì anh chị sẽ hỏi như thế này: kính áp tròng hiện nay thì giá bao nhiêu? Vâng, kính áp tròng giá chỉ có 200-300 thôi. Đúng, chính xác là như thế. Với mắt kính Titan đã cung cấp cho thị trường bao năm qua rồi. Tuy nhiên đó là chỉ là một kính áp tròng thông thường làm đẹp và đeo để sở hữu nhìn cho nó rõ. Còn nếu mà kính áp tròng nhìn xuyên ngoài thì giá bao nhiêu? Đã anh chị nào đã dùng chưa? Anh chị dùng rồi thì hãy comment phía dưới, comment hoặc là tiếp tục đặt câu hỏi cho chúng tôi. Và anh chị ơi, hãy subscribe vào kênh để tôi chia sẻ tiếp cái điều này quan trọng đối với anh chị đang mong muốn sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên mài. Kính áp tròng nhìn xuyên mài giá trên thị trường hiện nay chúng ta có thể mua ở Shopee, Tiki, Lazada, eBay, rất là nhiều kênh đúng không ạ? Amazon, mua ở đâu cũng được anh chị, rất là nhiều. Thế giúp cho anh chị được giá là như thế nào? 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, có chỗ 5 triệu, có chỗ là 600, 800. Wow, nhiều giá như thế thì anh chị dùng cái nào để đảm bảo hơn? Tôi cũng không chắc là chi tiết như thế. Tuy nhiên là có vài cái bí kíp này cực kỳ quan trọng giúp cho những anh chị mong muốn có cái giá ổn định mà giá nó phù hợp nhất. Vâng, thế thì anh chị hãy xem thêm kính áp tròng nó có nhiều dòng, tuy nhiên là cái nào nó đạt được cái mà giúp cho anh chị ở cái mục đích chúng ta mong muốn. Đầu tiên chúng ta muốn mà chơi ảo thuật ra một lần hai lần thì đơn giản chúng ta chỉ mua những cái kính áp tròng với giá bình thường để hỗ trợ cho anh chị được vài lần được, không sao hết, anh chị đặt trên các nền mạng xã hội. Còn một số anh chị thì dùng kính áp tròng hàng ngày thì có những cái kế hoạch mà chúng ta cần làm việc lâu dài hơn, như là chúng ta sử dụng để đánh bài hay chúng ta sử dụng để làm gì, sóc đĩa đúng không? Thông thường thì sóc đĩa tôi chưa thấy, ít thấy người sử dụng cái kính áp tròng lắm, nhưng chỉ sử dụng cái kính áp tròng cho cái quân bài. Vì sao ạ? Vì kính áp tròng nhìn vào cái quân bài nó sẽ nổi lên ở phía sau là con số bao nhiêu thì cái người đeo kính áp tròng sẽ nhìn rõ được con số đó và quyết định là chơi nhiều hay chơi ít, hay ngưng chơi hay là tiếp tục và chơi với ai, thì đó là cái mà giúp cho họ làm chủ được quá trình mà chúng ta chơi đánh bài. Cảnh báo nguy hiểm đối với anh chị chơi đánh bài mà sử dụng kính áp tròng nhìn xuyên mài, đây là một cái rủi ro rất cao đối với người mà đang chơi cái chương trình này. Nếu như xảy ra mà đối phương biết được thì anh chị có còn khả năng tiếp tục hay không? Đấy là câu chuyện mình cần phải trả lời. Rồi, quay lại vấn đề mà giá của chiếc kính nhìn xuyên mài hiện nay ở trên YouTube anh chị gõ ra cũng có rất là nhiều người đang cung cấp cho anh chị này. Ở trên sàn thương mại điện tử cũng nhiều đúng không ạ? Mua ở đâu thì tùy các anh chị. Tuy nhiên là giá nó rơi động như thế này, anh chị có thể chạy ngọn này. Để đảm bảo an toàn cho mắt mình, một lần chơi là một lần có thể mất, có thể có được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên bảo vệ con mắt là cả cuộc đời. Vì sao có một số người mù nó không còn nhìn thấy được? Vì lý do chưa biết video này đâu. Anh chị đang xem video này là anh chị là một trong những người đã sở hữu được đôi mắt tốt hơn, vì chúng ta có ý thức bảo vệ đó. Kính áp tròng nó có hộp, có khay đầy đủ như anh chị. Đôi này là đôi kính áp tròng, cái này là làm cái nước để bảo vệ mà là nước mắt nhân tạo. Đấy, chúng ta có hai sản phẩm, một này, hai này, anh chị phải mua đủ nhá, mua đủ những cái gì mà tôi đang chia sẻ để làm cho mắt của anh chị an toàn hơn. Cái thứ ba là nước ngâm để bảo vệ cho mắt, sử dụng được lâu dài, 24 tiếng xong chúng ta ngâm xong mai chúng ta đeo lại, ngâm 24 tiếng và tiếp tục như thế được nhiều ngày hơn. Bao nhiêu ngày thì chúng ta ngâm bấy nhiêu, tuy nhiên là mỗi lần ngâm như vậy chúng ta đổ cái nước này đi vệ sinh và dùng cái nước mới đúng không ạ? Tiếp tục là món thứ tư thì có là cái khay để đựng kính áp tròng.
kính áp tròng chúng ta đeo xong gỡ rồi, gỡ khỏi mắt chúng ta để vào đây và chúng ta chế nước vào để ngâm. Có cái nắp này chúng ta mở ra, đúng không ạ? Kính áp tròng nó nằm là nhỏ ở trong này, nhỏ xíu rồi. Tiếp nữa là chúng ta sẽ có được thêm món nữa, 1, 2, 3, 4 rồi. Món này là món thứ năm là cây để đeo, cây để sử dụng, vừa đeo vào vừa lấy ra, kính áp tròng an toàn tiện lợi. Dùng cái cây này nó nhỏ gọn thôi, chúng ta có thể để vào túi áo, túi quần hay để vào giỏ sách của anh chị sử dụng mọi nước mọi nơi nếu mà chúng ta có cái cây này. Thêm vào nữa là chúng ta cần phải biết thêm một cái quan trọng này, giá thì có nhiều nhưng anh chị dùng nó phải là đúng hàng, đúng chất lượng, đúng tem thôi để bảo vệ chúng ta nhiều hơn. Hoa thì có nhiều anh chị hỏi, tuy nhiên là chưa có cung cấp cái này ra thị trường và cũng chưa cung cấp cho anh chị được, nên anh chị có thể tìm hiểu nếu mà anh chị mong muốn, hoặc anh chị có thể cầm bên ở phía dưới tôi giới thiệu cho anh chị nơi nào có uy tín giúp cho anh chị đặt hàng nó phù hợp hơn. Và đây là những cái cảnh báo để gửi đến cho nhà chúng ta, vì nhà chúng ta thường xuyên hỏi câu này nên làm những video giúp cho anh chị tiện lợi, dễ hiểu và đặc biệt hơn là an toàn cho đôi mắt về sau, về lâu về dài. Và cái an toàn nhất là nên dùng hay không nên dùng, vì để đảm bảo tính mạng của anh chị, để đảm bảo quá trình mà chúng ta còn tiếp tục cuộc sống thì nên sử dụng kính áp tròng nó hợp lý và nó phù hợp, đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị. Nếu anh chị có cái điều gì đó mà mong muốn đóng góp thì hãy comment ở phía dưới để chúng tôi ở đây lắng nghe ý kiến và giúp cho anh chị được nhiều hơn. Video sau thì tôi sẽ chia sẻ rõ ràng hơn cái cách mà làm sao để có được cái kính áp tròng an toàn và sử dụng nó phù hợp trong mỗi tình huống, thì anh chị có thể thêm subscribe vào kênh để nắm rõ hơn những video chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.